Chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cách cái rút cái đồng token XFP về ví MetaMask. Mà trong một video trước thì mình đã có hướng dẫn mọi người cái cách mua cái IDO của cái đồng token này. Thì cái việc mua IDO của cái đồng token này thì nó lại thực hiện ở trên cái nền tảng của Matic Polygon, chứ nó không như các dự án khác là chúng ta sẽ mua ở trên mạng Binance Smart Chain. Và ở cái dự án này thì chúng ta sẽ dùng phí Matic để mua nhé. Thì cái phí Matic thì nó rất là rẻ thôi, không có gì cả. Và lần trước thì mình đã mua hai Matic đâu đó chưa hết một đô và đã nhận được là 20.000 cái đồng token XFP, và nó đã mở khóa cho rút về ví vào ngày mùng 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua rồi. Thì chi tiết của dự án thì mọi người có tham khảo ở có thể tham khảo ở đây. Thì sau này thì nó sẽ được list ở trên cái sàn WayExchange này, sau đó QuickSwap và sàn WalletSwap này. Đó thì tổng quan về dự án của nó thì mọi người có thể tham khảo ở trên trang web của nó nhé. Thì đây là contract mạng Polygon của nó này, chúng ta có thể là vào đây để xem cái contract. Thì tổng cung của cái con này là 100 tỷ nhé, và hiện nay thì nó đang ở trong quá trình mở bán IDO đó. Thì quay trở lại thì đây là toàn bộ những cái thông số này, mọi người có thể copy contract này add luôn vào ví nó cũng được, không sao nhé. Thì hiện nay nó đang mở bán ở giai đoạn 2, tức là giai đoạn đầu mà mình làm video hướng dẫn ấy, thì một Matic thì mọi người sẽ nhận được là 10.000 XFP. Thế còn tiếp tục ở giai đoạn 2 thì nó sẽ bán một Matic là chỉ có 8k thôi nhá, 8.000 XFP này. Đó thì ở dưới này thì nó có đầy đủ những cái thông tin về cái dự án của nó cũng như là cái sách trắng của nó. Đấy, mọi người có thể có thời gian thì mọi người có thể tham khảo. Đây là cái lộ trình của nó này. Rồi. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể join vào các nhóm kênh xã hội Telegram, Twitter của nó để theo dõi. Ví dụ như ở trên kênh Telegram này thì cũng có khá đông những cái member. Hiện nay ở trên kênh Telegram này thì nó đang có khoảng đâu đó hơn 30.000 lượt người theo dõi nhé, theo dõi cái dự án này. Và ở trên Twitter cũng vậy, mọi người cũng có thể join vào đây, Instagram hay là Medium, mọi người có thể join vào để tìm hiểu thêm thông tin. Đó, ở trên Twitter thì nó cũng có đâu đó khoảng là 21.000 lượt người theo dõi, và các thông tin thì nó đều up hết lên đây nhé. Đó, ok mọi người. Thì cái đường link tiếp tục nó vẫn cái mở bán cái giai đoạn 2. Thì cái đường link mua cũng như video hướng dẫn mua IDO của cái dự án này mình có để dưới phần mô tả nhé. Rồi, mọi người có thể nghiên cứu và mua cái dự án này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách rút cái token này về ví. Thì trước tiên mọi người sẽ bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả, sau đó thì mọi người sẽ copy này. Mọi người bấm vào đây để copy nhé. Rồi ok, sau đó thì mọi người sẽ vào cái ví MetaMask của mình. Rồi sau khi mở ví MetaMask thì mọi người sẽ chuyển đổi sang cái mạng Matic cho mình nhé. Mọi người sẽ bấm chọn vào đây. Đó thì mọi người sẽ chuyển đổi sang cái mạng Matic này. Ok chưa? Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn vào dấu ba gạch này. Mọi người bấm chọn vào trình duyệt. Đó và ở đây thì mọi người sẽ bấm vào đây để nhập cái địa chỉ đường link mà mọi người vừa copy ở dưới phần mô tả nhé. Mọi người sẽ dán vào đây cho mình. Rồi sau đó bấm Enter dưới mục bàn phím. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn vào Claim and Buy này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo lên nhé. Thì đây chính là cái địa chỉ contract của nó, mọi người có thể add vào add luôn vào ví này, hoặc là copy dán vào ví. Đấy, thì nếu mọi người muốn mua thì mọi người sẽ nhập số lượng Matic vào đây. Thì hiện nay nó đang mở bán trong giai đoạn 2 là một Matic sẽ là 8.000 cái đồng token này nhá. Thì trước đó thì mình đã mua ở cái giai đoạn 1 là mình mua được là 20.000, tức là mua hai Matic thì nó đã cho claim token vào ngày hôm qua. Đó. Thì cái giai đoạn 2 này thì nó sẽ kéo dài trong 49 ngày. Nên mọi người sẽ tranh thủ mua nhé. Rồi. Theo đánh giá thì đây là một dự án khá là ngon. Lần đầu tiên mà một cái dự án ở trên cái hệ mạng Matic nó bán công khai như này, giá IDO như này nhá.
Rồi mọi người sẽ bấm chọn nút claim nếu ai đã từng mua nhé. Thế còn ai chưa mua thì mọi người có thể là bấm vào đây để mua, bấm chọn số lượng Matic, sau bấm chọn Pay và kết nối nhé. Và yêu cầu trên ví của mọi người phải có Matic nhé. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ claim cái đồng này về ví, bấm chọn claim My Token này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ mất một chút phí Matic nhé, không đáng là bao nhiêu cả, 0.002, đó là 0,00 mấy đô đấy. Bấm chọn xác nhận này. Rồi ok, khi nó hiện cái chữ in my wallet 20.000, tức là nó đã trả về ví 20.000 nhé. Đó thì mọi người sẽ bấm vào dấu ba gạch này cho mình. Rồi sau đó mọi người bấm chọn vào mục ví. Thì đây, như mọi người thấy thì 20.000 này mình đã rút thành công về ví nhá. Ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cách rút về cái dự án IDO bán cái đồng token XFP. Thì mọi người nghiên cứu và tham khảo thêm cái dự án này nhá. Bỏ ra một chút phí, biết đâu sau này x10, x20, thậm chí là x100 lần. Chúng ta đừng nên tiếc một vài đồng nhỏ nhá. Ok mọi người, mình xin dừng video tại đây và chúc mọi người may mắn. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.